Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Hoàng Họng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 130 năm của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy một chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 130 năm ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, tiên quang giống như một con bạch long ngàn dặm, kiểu đằng biến hóa, lập tức liền tới trước mặt của Diệp Húc. Đạo tiên quang này bị Đông Môn Thiên Phủ tế luyện thành binh khí, uy năng hùng mạnh, có thể trong một kích là diệt được thái úy Lý Như Tư, hai kích diệt Mông Chính đại tướng quân, giết chết đại vu Thiên Địa pháp tướng bất diệt, giống như lấy đồ trong túi. Lời mà Đông Môn Thiên Phủ nói quả là không sai, bất kể vu bà hùng mạnh ra sao, tu vi mới là căn bản. Tu vi hắn tuy rơi xuống từ nhân hoàng, nhưng vẫn còn giữ được tu vi Thiên Địa pháp tướng bất diệt, tế nhân hoàng chi bảo lên cũng có thể phát huy được 2-3 phần uy năng. Hắn đúng là muốn một kích giết chết Diệp Húc, cướp lấy tất cả bảo vật chiếm làm của riêng mình. Keng một tiếng, Di La Thiên Địa tháp dâng lên càng lúc càng lớn. Tòa bảo tháp này hoành không được Diệp Húc dùng một tay nâng, tiên quang chém lên Di La Thiên Địa tháp phát ra tiếng vang thật to. Bảo tháp lay động dữ dội nhưng cũng không bị tiên quang bổ ra. Tòa bảo tháp này chính là do Diệp Húc cực cực khổ khổ luyện chế. Tâm huyết chất chứa bên trong còn nhiều hơn cả Càn Khôn đỉnh và Ngọc Lâu, nó chính là bảo vật hắn coi trọng nhất. Di La Thiên Địa tháp 11 tầng trong cổ xưa nguy nga, 11 tầng thế giới trong tháp nơi đâu cũng tràn ngập tiên quang, so với đạo tịch diệt tiên quang mà Đông Môn Thiên Phủ luyện chế kia quả thật còn trầm trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là khi Đông Môn Thiên Phủ toàn thắng, tế lên tịch diệt tiên phủ toàn lực đánh ra một kích cũng chưa chắc có thể làm tổn hại đến Di La Thiên Địa tháp một chút xíu nào. Tòa bảo tháp này đã thành, mỗi một tầng thế giới, chất chứa trong tháp đều có một đạo tiên quang, tương đương với pháp lực của một vị nhân hoàng. 11 tầng thế giới chính là 11 vị nhân hoàng. Hiện tại Diệp Húc chưa thể hoàn toàn thúc dục tòa bảo tháp này, nhưng trong tương lai, khi đủ tu vi thì hắn nhất định có thể hoàn toàn thôi phát được quy năng, giống như 11 vị nhân hoàng của Di La Thiên Địa tháp kia. Trong đám nhân hoàng sẽ không có ai là đối thủ của hắn nữa. Thật là một tòa bảo tháp lợi hại. Đông Môn Tiên Phủ chấp động tiên quang trong mắt, đột nhiên run tay bỏ tiên quang ra, tự mình tế lên. Đạo tiên quang này biến hóa thành một bàn tay lớn, chộp tới Di La Thiên Địa tháp, định tháo tòa dị bảo này xuống, thu về làm của riêng của mình. Bàn tay do đạo tịch diệt tiên quang này hóa thành, tháo Di La Thiên Địa tháp ra từ tay của Diệp Húc. Ngay sau đó, bảo tháp lại được Diệp Húc tế lên. Đường không rung một cái, đánh văng 5 ngón tay của bàn tay tiên quang ra. Vô số luồng huyền hoàng khí hóa thành những con nộ long kim sắc và hắc sắc, dương nanh múa vuốt tắp tới bàn tay tiên quang. Bàn tay tiên quang này hóa trưởng thành quyền, vô số quyền đánh nát kim long hắc long, một quyền khác đánh lên Di La Thiên Địa tháp, đánh bay tòa bảo tháp này. Hai món vu bảo đều được chủ nhân tế lên, ở giữa không trung tranh phong lẫn nhau, thay đổi khôn lường. Mỗi một lần hai món vu bảo biến hóa đều thể hiện kiến thức và bản lĩnh của chủ nhân vu bảo, tương đương với hai người dùng vu bảo để so đấu kiến giải vu pháp của mình. Cùng lúc đó, Đông Môn Thiên Phủ bước nhanh lên trước. Trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa tiên sơn, phía trên tiên sơn mây mù bốc lên, có một tòa đạo quan xưa cũ. Bên trong đạo quan truyền đến một âm thanh xa xưa, dường như trong Phật quang vẫn có một vị cổ tiên tồn tại mở đàn giảng pháp. Y thân là kẻ đứng đầu Lăng Gia Tiên Phủ, đương nhiên đã liên tục đến thế giới tiên sơn ở mặt trái lục địa Hạ Châu, cùng từng thu vài tòa tiên sơn luyện thành vu bảo. Tòa tiên sơn này là một trong số đấy, có tên là Thanh Phong Tiên Quan, có tiên vận lưu động bên trong, truyền bá tiên đạo thượng pháp. Tuy nhiên, Diệp Húc cũng biết trong đạo quan này không có tiên nhân, thậm chí cả thi thể, di xác cổ tiên cũng không có nửa phần. Nhiều nhất chỉ là vết tích để lại khi cổ tiên giảng pháp. Hắn sớm từ trong kim thư mà biết, tất cả các cổ tiên trong phương trượng tiên sơn sớm đã hóa đạo, đem tu vi bản thân, một thân thần thông, thông thiên triệt địa, thậm chí cả thân thể, quần áo đều hóa đi thành đại đạo, chuyển lưu trong thiên địa. Chỉ còn có hơi thở của bọn họ hóa thành tiên quang lưu động trong thế giới tĩnh mịch khoang vắng này.
thanh phong thiên quan ầm ầm hạ xuống, tòa bất diệt chi bảo này chấn động hư không, đập tới Diệp Húc. Cùng lúc đấy, thân hình Đông Môn Thiên Phủ cao vạn trượng, trên đỉnh đầu hiện ra vài tòa tiên sơn, tay cầm một món bảo ấn, tất cả đều là bất diệt chi bảo, đều là những bảo vật được luyện chế thành từ mảnh vỡ tiên sơn. 6-7 tòa tiên sơn, hai đại ấn ở giữa không trung như những lục địa nhỏ nhỏ bay lên đè tới Diệp Húc. Đông Môn Thiên Phủ không hổ là chủ nhân của Lăng Gia Tiên Phủ, cho dù kẻ này bị thương nặng, thực lực không bằng trước nữa, nhưng vẫn là kình địch của ta. Diệp Phúc chớp động ánh mắt, không hề quan tâm đến đám bất diệt chi bảo đang áp đến, lấy bản thân chống đỡ, thầm nghĩ: hiếm khi gặp được đối thủ như thế, đương nhiên phải tranh thủ tôi luyện bản thân một phen rồi. Hắn biết đủ loại thủ đoạn có thể chí Đông Môn Thiên Phủ vào chỗ chết. Trong ngọc lô của hắn có Phách Hạ Lão Tổ, một đầu ngón tay là có thể để chết Đông Môn Thiên Phủ. Ngoài ra trong đó còn có Phương Trượng Tiên Sơn chân chính, chỉ cần bỏ tiên sơn ra là có thể thoải mái ép vụn Đông Môn Thiên Phủ. Nhưng hiện giờ Diệp Húc lại động tâm muốn tranh cường hào thắng, muốn dựa vào thực lực bản thân để chống lại bậc đại cao thủ như Đông Môn Thiên Phủ, để khiến cho mình luyện hóa tiên quang trên Phương Trượng Tiên Sơn bên trong ngọc lâu, khiến cho mình càng hùng mạnh hơn. Oanh một tiếng, lô bồng trên đỉnh đầu của hắn đỡ một kích của thanh phong tiên quang vỡ vụn ra, lập tức vài tòa tiên sơn bảo ấn khác đập tới va chạm với ngọc lâu. Từng tòa đại lục bảo ấn như tiên sơn này liên tục đánh đến, khiến cho ngọc lâu nhảy lên không ngừng, từng luồng huyền hoàng khí bị chấn nát tại chỗ. Diệp Húc lại như là không thấy tự mình chống lại nhiều bất diệt chi bảo công kích. Hắn phi thân lên, một tay cầm Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn ầm ầm đánh xuống Đông Môn Thiên Phủ. Không ngờ lại muốn đánh cận thân với vị nhân hoàng này. Một tên đầu sỏ tam thương cảnh lại khiêu chiến nhân hoàng bá chủ, đường đường kẻ đứng đầu thánh địa. Loại chuyện này nếu truyền ra ngoài thì không biết bao nhiêu người phải lắc đầu, nói Diệp Húc không biết tự lượng sức mình. Mà lúc này đây, Diệp Húc hừng hực chiến ý, trong mắt chẳng có ai, không coi Đông Môn Thiên Phủ thành thánh chủ, thành nhân hoàng, mà chỉ coi y là đối thủ hiếm có. Cuồng vọng! Trong mắt Đông Môn Thiên Phủ lóe ra hung quang, y đột nhiên quát to một tiếng, giơ tay đón đỡ Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn của Diệp Húc, cười lạnh mà nói: đánh cận thân với ta ư? Hay là ngươi ngại chết quá chậm vậy? Bàn tay của hắn lật úp lại, như trời cao cùng mặt đất đột nhiên đổi chỗ. Trời dưới, đất trên, thiên địa lật úp, đường đường một thế hệ hùng phong đứng đầu thánh địa, trong lúc lật tay đã triển lộ ra không thể nghi ngờ. Pang một tiếng, mặt trời trong tay Diệp Húc kia phát ra một tiếng vang nhỏ, như một ngọn lửa nhỏ, bị một chưởng của y chấn vỡ. Đông Môn Thiên Phủ tiếp tục hạ tay xuống đánh tới Diệp Húc, cười lạnh mà nói: Diệp thiếu báo, ngươi hoành hành ngang ngược ở trung thổ thần châu, ở hạ châu ta cũng muốn hoành hành ngang ngược sao? Nhưng ngươi đến nhầm nơi rồi, chọn nhầm đối thủ rồi. Ta chính là thánh chủ của Lăng Gia Tiên Phủ, là người mạnh nhất hạ châu này. Chiến đấu cận thân với ta chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Vù vù. Diệp Húc đột nhiên nghiêng người, bên phải mặt đối diện với Đông Môn Thiên Phủ, hai chiếc khai thiên cự phủ bổ tới bàn tay của Đông Môn Thiên Phủ. Hắn điểm như nói: Đông Môn thánh chủ, tiêu diệt ngươi rồi thì ta chính là người đứng đầu Lăng Gia Tiên Phủ, chiếm lấy mảng tiên sơn này, tiên phủ của ngươi, tiên sơn của ngươi đều thuộc về ta cả. Dầm dầm. Hai chiếc khai thiên đại phủ trong tay Diệp Húc lần lượt vỡ nát. Bàn tay của Đông Môn Thiên Phủ chấn động, y vội vàng thu hồi tay về, chỉ thế trên tay máu tươi đầm đìa, năm ngón tay bị chặt đứt đi 4 cái, gần như bị Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn cắt dọc theo ngón tay đến tận cánh tay. Y chấn vỡ Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc, nhưng bản thân y cũng bị thương không nhẹ. Y không nói lời nào, lập tức vung một bàn tay khác lên chụp xuống, định vỗ chết Diệp Húc như vỗ chết một con rùi bọ. Diệp Húc lại nghiêng người lấy Bất Động Thần Vương ấn chống lại công kích của Đông Môn Thiên Phủ. Hắn tiếp được một chưởng của y, nhưng lại lùi ra sau mấy bước. Hắn lập tức nhào thân lên, chợt nghiêng người dâng hai bàn tay to lên, hóa thành hai vầng trăng sáng mềm rũ cháo xuống, phong ấn Đông Môn Thiên Phủ trong mặt trăng. Đông Môn Thiên Phủ, chết đi cho ta! Hai vầng trăng trùng lại một chỗ, nhanh chóng thu nhỏ lại. Diệp Húc nắm chặt bàn tay lại, đang định bóp nát mặt trăng thì nó đột nhiên bành trướng ra nhanh chóng, bị Đông Môn Thiên Phủ đánh vỡ. Hai người chiến đấu cận thân, Diệp Húc bốn đầu tám tay chuyển động như gió xoáy, bốn phương đều giữ Chư Thiên Thần Vương công đức ấn khác nhau. Ở giữa không trung tiếng sấm vang lên không ngừng, từng mặt trời nở rộ rồi tắt, từng chiếc khai thiên đại phủ bổ ra trời cao. Trong chớp mắt, Diệp Húc đã công kích mấy trăm vạn lần. Đông Môn Thiên Phủ vừa sợ vừa giận, Diệp Húc bản lĩnh mạnh lại có thể cùng y chống đỡ lâu như vậy, đối với một vị thánh chủ như hắn thì không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Diệp Húc chính là thân thể hoàng tộc đế thích bốn đầu tám tay, sức chiến đấu mạnh hiếm có trong thế gian, tần suất công kích lại cực kỳ nhanh,
khiến cho y không kịp nhìn, khó lòng mà phòng bị. Thậm chí không ngừng có chư thiên thần vương công đức ấn đánh lên người của hắn, mang đến từng vết thương cho thân thể của hắn. Tiểu tử này cũng quá khó chơi rồi. Cuối cùng, một tòa tiên sơn phá vỡ phòng ngự ngọc lâu của Diệp Húc ngang nhiên nện lên người của hắn. Diệp Húc không kịp liệu nên bị tòa tiên sơn này đập cho trở mình, đầu bị thương, máu chảy, hai cánh tay bị dập cho dập nát. Đồng môn thiên phủ không khỏi vui vẻ trong lòng, bước nhanh lên trước, y giơ trưởng hạ xuống, nhe răng cười gằn. Lần này xem ngươi còn chết hay không. Đoang một tiếng, Di La Thiên Địa Tháp đột nhiên xuất hiện ở sau thân của y, nện lên ót Đông Môn Thiên Phủ, khiến cho y hộc máu, xoay người ngã xuống đất. Đông Môn Thiên Phủ vừa giận vừa sợ, xoay người đứng lên. Y sợ gái chỉ thấy ngón tay ấm áp, sợ là vỏ não đã bị tòa bảo tháp này đập vỡ một khối lớn. Nếu không phải y tu thành thân thể bất tử, e là một kích này đã lấy đi cái mạng già của y. Tiên quang của ta đâu rồi? Y ngẩn ra, chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp lại ầm ầm hạ xuống, lập tức nổi giận hừ một tiếng, phất tay chụp bay tòa bảo tháp này đi mấy trăm dặm. Y quét mắt nhìn khắp nơi, cũng không thấy tịch diệt tiên quang của mình đâu cả. Diệp Phúc đứng dậy, thân thể nhanh chóng khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng tòa tiên sơn bảo ấn phá tan phòng ngự của Ngọc Lâu ầm ầm nện xuống. Hắn vội vàng giơ tám cánh tay liên tục đón đỡ đám bất diệt chi bảo đang đè ép đến. Đột nhiên một tiếng chuông đinh đong truyền đến. Trong trán của hắn đi ra bảy tôn pháp tướng chân thân thật lớn, giống như bảy vị cổ thần cổ lão, cả người tinh quang đáng dạng, chính là Bắc Đầu Tinh Quân, Thiên Khu Tinh Quân, Thiên Cơ, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Giao Quang và Khai Dương Tinh Quân. Bảy vị tinh quân pháp tướng này cuối cùng cũng được hắn luyện ra. Bảy vị tinh quân đều thét dài một tiếng, dắt tay nhau đi trở về mi tâm của hắn, chia nhau đi vào trong Bắc Đầu Quần Tinh, trấn thủ tinh không, bảo vệ thiên đình. Diệp Húc cảm thấy vui vẻ trong lòng, chỉ cảm thấy pháp lực tu vi của mình lại tăng vọt, so với ban nãy mạnh mẽ hơn 2-3 thành. Hắn lập tức giơ tay khiến Di La Thiên Địa Tháp rơi vào trong tay, rồi mỉm cười nói: Đồng môn thánh chủ, tịch diệt tiên quang của ngươi đã bị vu bảo của ta ăn mất rồi, giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đây? Hắn thu Di La Thiên Địa Tháp vào trong Ngọc Lâu, khẽ cười nói: Hiện giờ ngươi đã không còn tiên quang, nếu như ta dùng tòa bảo tháp này thì chính là bắt nạt ngươi rồi. Đến đây, chúng ta tay đấu một trận nào. Bắt nạt ta sao? Sắc mặt Đông Môn Tiên Phủ đỏ lên như gan lợn. Thấy Diệp Phúc quả nhiên không dùng Di La Thiên Địa Tháp, y bị tức đến hai tay run run, cười ha ha, lạnh lùng mà nói: Người dám nói người bắt nạt ta sao? Diệp Thiếu Bảo, người quá cuồng vọng rồi đấy. Người cho là người thu đi một món nhân hoàng chi bảo của ta thì thực lực sẽ hơn xa ta sao? Người quá coi thường nhân hoàng rồi. Y là kẻ đứng đầu thánh địa Lang Gia Tiên Phủ, đường đường là nhân hoàng mà lại bị kẻ khác làm nhục như thế, khiến cho y tức giận tới cực điểm. Vừa rồi ta vẫn chưa dùng toàn lực, nếu ngươi cứ cuồng vọng như thế thì ta sẽ cho ngươi thấy tuyệt học cuối cùng của Lang Gia Tiên Phủ ta. Trên đỉnh đầu Đông Môn Tiên Phủ hiện ra một tòa cao hư hoan hỉ Hắc Ngọc Lâu 8 tầng. Trong lâu, từng đạo thương minh linh khí buông xuống rót vào quanh thân, y nhanh chóng luyện hóa nó, bổ sung tu vi đã hao tổn. Toàn thân của y đột nhiên rung lên, phát ra hơi thở hủy diệt vô tận. Sau lưng y đột nhiên xuất hiện thế giới của mình, hình thành một mảng không gian độc đáo bao phủ cả ngàn dặm. Đây là dị tượng hiện ra khi thi triển cấm pháp của Lang Gia Tiên Phủ. Thế giới sau lưng hắn kia, thiên địa một mảng băng diệt, thấp thoáng xuất hiện 30 tòa thiên giới. Những thiên giới đó sụp đổ từng cái một, vô số mảnh vỡ có thể sánh với thế giới vô hoang, mang theo những vệt lửa dài từ trên thiên giới rơi xuống. Mà ở trong thiên giới, từng vị cổ tiên niết bàn hóa đạo, hình thành vô số tiên quang. Những tiên quang đó cũng không có hẳn là tiên quang chân chính hình thành khi tiên nhân hóa đạo, mà chúng là vô pháp, lấy vô pháp diễn hóa cảnh tượng thiên giới tan vỡ. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, gần như tái diễn lại tình hình thiên địa đại phá diệt năm đó. Chư tiên tận thế. Đông Môn Thiên Phủ hạ tay xuống, cảnh tượng thiên địa sụp đổ này nghiêng hướng Diệp Húc, từng mảnh vỡ của thiên giới mang theo hơi thở hủy diệt vô cùng vô tận đánh tới Diệp Húc. Ồ, cấm pháp thật mạnh. Diệp Húc dùng mình, từng đạo huyền hoàng khí đầu tiên mà Ngọc Lâu buông xuống lần lượt bị chư tiên tận thế của Đông Môn Thiên Phủ cắn nát. Ngay sau đó, bất động thần vương ấn cũng không thể ngăn cản, bị một trường này của Đông Môn Thiên Phủ chấn ra khỏi cảnh giới trung ương bất động. Lần này hắn một lòng muốn dùng áp lực của Đông Môn Thiên Phủ khiến cho mình đột phá nên sớm đã thu đám người Hạo Thiên Khuyển và Hùng Bi vào trong Ngọc Lâu. Nếu như bọn người kia ở đây, e là sẽ dễ dàng bị Đông Môn Thiên Phủ đánh chết, thậm chí Hạo Thiên Khuyển cũng không thể ngăn cản được. Oanh! Đông Môn Thiên Phủ lại đánh ra một trường nữa, chư tiên tận thế lại kéo tới, chấn cho Ngọc Lâu của Diệp Húc bắn lên cao.
một chưởng pha trộn hơi thở thiên địa đại hủy diệt này đánh lên ngực của Diệp Húc, khiến cho từng cái xương sườn của hắn gãy lên răng rắc. Tám cánh tay thì đứt mất ba, bốn cái đầu cũng bị đánh nát đi hai. Trong chớp mắt này, Diệp Húc gần như nghĩ đến mình chắc chắn phải chết. Bản vương nhân thân gần như đều bị công kích này xoắn vỡ. Lúc này, Đông Môn Thiên Phủ đã coi hắn là đối thủ chân chính, thậm chí vừa khôi phục tu vi vừa chiến đấu với hắn. Một kích đánh tới đã khiến cho Diệp Húc bị thương nặng. Đong một tiếng, cự lực đánh đến khiến Diệp Húc không tự chủ được rơi xuống, ầm ầm rơi lên viên Thương Nguyệt Thần Châu kia. Viên Thương Nguyệt Thần Châu này lớn như tinh cầu, phạm vi mấy vạn dặm, chính là thế giới biển cả, hình thành nhờ lũ lụt vô cùng vô tận. Diệp Húc rơi xuống, đập cho cấm bảo bắn thành phẩm này run lên, nhấc lên một trận sóng lớn cao mấy vạn trượng. Làn sóng vang khắp nơi, gào thét đánh tới xung quanh, thanh thế làm cho người ta vô cùng kinh hãi. Đông Môn Thiên Phủ ở một tiếng hạ xuống Thương Nguyệt Thần Châu, chân dẫm lên con thần quy giữa biển rộng. Một đợt sóng cao mấy vạn trượng đánh tới, thế nhưng chưa kịp đi đến gần y đã yên lặng lại. Đầu sóng cao cao nhưng bị một bàn tay vô hình áp chế, ngừng thế công lại, mặt biển trở nên bình thường. Lợi hại, thật lợi hại. Diệp Húc bay lên từ dưới biển, khụ ra một ngụm huyết đàm, tổn thương trên thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn cười ha hả nói: Đồng Môn Thánh Chủ, nếu ngươi khôi phục đến trạng thái toàn thịnh thì quả thật có thể lấy mạng của ta, nhưng hiện giờ ngươi lại không làm gì được ta. Ngươi càng mạnh thì ta lại càng hưng phấn. Đồng Môn Thánh Chủ, cứ thỏa thích phản kháng ta đi. Hắn cất tiếng cười to, gào thét mà đánh tới, thân thể xoay tròn giống như một con quay, quay với tốc độ cực cao. Hàng triệu bàn tay từ quanh thân hắn bay ra, rậm rạp che khuất cả trời cao. Biển rộng bị những bàn tay đó nhấc lên dựng thẳng sau lưng hắn, giống như một bức tường nước cao hàng triệu trượng được tạo thành chỉ từ nước biển. Chỉ thấy những thủ ấn đó nhanh chóng đánh tới Đông Môn Thiên Phủ, đột nhiên chúng rung lên một cái, hóa thành hàng triệu mặt trăng, mặt trời và diều lớn, bao phủ Đông Môn Thiên Phủ. Chư thiên tận thế, tịch diệt tiên quang. Đông Môn Thiên Phủ vừa giận vừa sợ, toàn thân nhóng lên một cái, cảnh tượng thiên địa đại phá diệt lại xuất hiện. Vô số mảnh vỡ thiên giới dâng lên, từng đạo tịch diệt tiên quang giống như những con nộ long lượn qua vòng lại, ngũ nhan lục sắc, cùng những mặt trăng, mặt trời, diều lớn va chạm vào nhau, cùng hủy diệt. Oanh một tiếng, vẫn có vô số công kích ở trong chớp mắt phá phòng ngự của y, đánh lên thân thể vạn trượng kia. Diệp Húc bốn đầu, tám cánh tay, biên độ công kích cực nhanh, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Căn bản không thể hoàn toàn tiếp hết công kích của hắn được. Đồng Môn Thiên Phủ miệng hộc máu, trong chớp mắt toàn thân xuất hiện thêm chục ngàn vết thương. Cơ thể y gần như bị Diệp Húc đánh nát, chỉ còn lại giống như một bộ xương bị đánh từ chân lưng thần quy bay lên cao, vô lực mà rơi ra sau. Thân thể Diệp Húc nhoáng lên liền xuất hiện trên lưng thần quy, đầu đính ngọc lâu, chân đạp thần quy. Ánh mắt hắn đuổi theo dấu vết Đông Môn Thiên Phủ hạ xuống, hắn mỉm cười nói: Đồng Môn Thánh Chủ, mùi vị như thế nào? Liên tục công kích nhiều lần như vậy, dù lấy cường độ thân thể hắn cũng không chịu đựng nổi. Bản vương chân thân như xé rách, không thể tiếp tục công kích khuếch trương thành quả thắng lợi. Đoang một tiếng, trong mi tâm của hắn lại có 6 tiếng chuông vang lên. Nam đầu lục đại tinh quân cùng nhau đi ra khỏi mi tâm của hắn, lập tức dung nhập vào trong bản vương chân thân, chấn thủ năm đầu lục đại tinh đấu. Tu vi của hắn lại tăng lên một mảng lớn, ý niệm tất thắng trong nội tâm lại tăng lên. Trong ngọc lâu, hắn không ngừng rút tiên quang từ trong phương trường tiên sơn ra, luyện hóa, khiến tu vi bản thân nhanh chóng tăng lên. Tu vi Đông Môn Thiên Phủ tuy cũng đang khôi phục, nhưng tốc độ lại không hề nhanh bằng hắn. Nếu cứ như thế này, Diệp Húc rất tin tưởng rằng mình hoàn toàn có thể hạ được Đông Môn Thiên Phủ. Ngọc thụ ngọc lâu của hắn có thể không ngừng luyện hóa tiên quang, bổ sung cho bản thân, thôi phát bản vương khai tiên kinh, không ngừng vận chuyển. Đầu tiên chính là ngưng tụ ra Chu Thiên Tinh Đấu Tinh Quân Thiên Địa Pháp Tướng. Đại tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Pháp của Chu Thiên Tinh Cung không giống với bình thường, mà có tới 365 pháp tướng chân thân chấn thủ quần tinh quần đấu. Những thiên địa pháp tướng khác thường là người ta tu luyện chính tướng mạo bản thân, tỉ như Ngọc Hoàng Đại Đế chân thân và Hạo Thiên Đại Địa Kim Mô pháp tướng, thậm chí là bản vương chân thân đều là tướng mạo của chính Diệp Húc. Mà Bắc Đầu Thất Tinh Quân và Nam Đầu Lục Tinh Quân hắn luyện hóa ra lần này lại có tướng mạo hoàn toàn khác với hắn. Những tinh quân pháp tướng đó có tướng mạo không hề giống nhau, hình dáng cổ xưa giống như những thiên thần tồn tại từ thời hồng hoang viễn cổ. Diệp Phúc chỉ là trọng tố lại thân thể bọn họ, làm cho bọn họ sống lại từ thời tinh không xa xưa mà thôi. Đây là chỗ không giống với bình thường của cấm pháp Chu Thiên Tinh Cung, luyện ra 365 vị tinh quân nguyên thần, dùng tinh quân nguyên thần tu thành Chu Thiên Tinh Quân pháp tướng chân thân. Tuy rằng tinh quân chân thân có cái tên pháp tướng chân thân, nhưng cũng không phải là pháp tướng chân thân chân chính.
uy lực của nó so với pháp tướng chân thân tu thành từ các cấm pháp khác yếu hơn rất nhiều, nhưng số lượng lại đông, ước chừng có 365 vị, hợp lại một chỗ thì tu vi còn hơn cả các cấm pháp khác kia. Chu Thiên Tinh Cung có thể trở thành một trong tam cung ma đạo cũng không phải là chỉ có hư danh. Thiên La Tiên Ngục, Họa Địa Vi Lão. Thân thể Đông Môn Thiên Phủ đang ở giữa không trung thì đột nhiên dừng lại, y hít một hơi thật dài, vô số máu thịt mấp máy trên xương cốt gần như ngay lập tức liền khôi phục thân thể. Y lại bay tới, giơ tay ra, năm ngón tay như năm cái trụ trời chộp tới Diệp Húc. Ầm một tiếng, trên lưng thần quy đột nhiên xuất hiện một tòa long ngục nhốt Diệp Húc vào trong, vô tận tiên quang tràn đến ép Diệp Húc mà đi. Trung ương bất không, bất động thần vương. Diệp Húc quát lên một tiếng, tám tay kết bất động thần vương ấn. Hắn giống như quân thiên thần vương sừng sững giữa trung tâm thế giới, bất động như thiên. Một bàn tay áp đến, trưởng văn trong lòng bàn tay giống như thiên la lồng lồng trên trời, bện lại như võng, ầm một cái đặt lên đỉnh đầu của Diệp Húc. Chỉ nghe những tiếng oành oành vang lên không dứt, bốn cái đầu của Diệp Húc kia đều nổ vang, xương máu ngập trời. Chết đi! Đồng môn thiên phủ chớp động ánh mắt, lòng bàn tay hóa thành thiên la tiếp tục áp chế, tính toán nghiền sống Diệp Húc thành cặn bã. Thân thể không đầu của Diệp Húc kia, nửa trên quần áo oành oành nổ tung, lộ ra bản vương chân thân hùng tráng, dữ tợn, cơ bắp chi chít. Phía trên khoang bụng mọc ra những khuôn mặt, trước ngực một cái, sau lưng một cái, nách trái, nách phải đều có một cái. Tám cánh tay hắn đồng loạt chụp tới khoảng không phía trước, đón nhận bàn tay của Đông Môn Thiên Phủ. Thiên La Tiên Ngục gì chứ, vỡ cho ta! Bốn gương mặt kia cùng há miệng giống to, vô số thiên quang đều bị phá nát. Từng ngón tay của Đông Môn Thiên Phủ nổ tung, trưởng văn đều vỡ vụn. Tám cánh tay của Diệp Húc đón đỡ bàn tay này của y, khiến cho nó lập tức nổ nát trong lòng bàn tay Diệp Húc. Bốn bàn tay của Diệp Húc bắt lấy cánh tay cụt này, ra sức mà quẳng, quẳng Đông Môn Thiên Phủ lên lưng của thần quy. Sau đó hắn nhảy lên như sao băng rơi xuống, hai đầu gối quỳ lên ngực của Đông Môn Thiên Phủ. Đông Môn Thiên Phủ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, trong miệng phun ra mảnh vỡ của lục phủ ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận trong bụng y gần như bị một cái quỳ này của Diệp Húc đập cho nát vụn, phun ra hết thảy. Y lập tức vung một tay khác lên, năm ngón tay như quạt đánh đến, nửa người Diệp Húc đều bị đánh thành bùn đất, đánh bay Diệp Húc đi. Diệp Húc kham kham rơi xuống đất, cái cổ không đầu kia hơi động, mỗi một lần động là một gương mặt trên bụng biến mất, mà trên cổ lại mọc ra một cái. Cổ hắn động bốn lần là mọc ra bốn cái đầu hung ác dữ tợn, thân thể dập nát cũng nhanh chóng sinh trưởng khôi phục lại nguyên trạng. Mà lục phủ ngũ tạng trong bụng của Đông Môn Thiên Phủ cũng nhanh chóng sinh trưởng, thân thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hai người bọn họ đều là thân thể bất tử bất diệt, có thể nói là không phải người, thân thể lại giống như thần binh, đạt đến thành tựu cực kỳ cao. Hai người đứng ở trên lưng thần quy, hơi thở dốc một lát, sau đó lập tức lao tới đánh tiếp. Con thần quy này chính là một sinh linh kỳ lạ, trôi nổi, di chuyển trong biển cả của Thương Nguyệt Thần Châu, giống như một lục địa rộng hàng ngàn vạn dặm lơ lửng trên mặt biển. Cho dù Diệp Húc và Đông Môn Thiên Phủ chiến đấu nghiêng trời lệch đất, thần quy vẫn không hề có cảm giác gì, mà không ngừng bơi đi cũng không bị chút tổn thương nào cả. Con thần quy này và Thương Nguyệt Thần Châu chính là một thể, không có thực lực phá hỏng được cấm bảo thì đừng hòng khiến thần quy bị trọng thương. Thực lực của Diệp Húc và Đông Môn Thiên Phủ tuy mạnh nhưng còn chưa thể phá vỡ được cấm bảo, cho dù là cấm bảo bán thành phẩm. Trận chiến này kéo dài thật lâu, hai người chiến đấu 3-4 tháng mà vẫn chưa phân ra thắng bại sinh tử. Tuy nhiên, thế công của Diệp Húc càng ngày càng nhiều, càng lúc càng chiếm cứ thượng phong. Chu Thiên Tinh Đấu Tinh Quân pháp tướng chân thân của hắn đã luyện ra hơn 348 tôn. Các đại tinh quân pháp tướng đều tự chấn thủ trên tinh đấu, giống như những vị cổ thần. Không chỉ như thế, các pháp tướng chân thân khác của hắn cũng đang hình thành, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra từ trong bản vương chân thân. Tu vi của hắn càng ngày càng thâm hậu, đợi khi tất cả các pháp tướng chân thân ngưng tụ thành công thì sẽ trở thành cảnh giới pháp tướng cửu phẩm, bước vào địa tương kỳ. Mà tu vi của Đông Môn Thiên Phủ cũng đang không ngừng khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục của y tuyệt đối không nhanh bằng tốc độ tu luyện của Diệp Húc. Điều này khiến cho y vừa giận vừa sợ. Đường đường là một nhân hoàng mà tốc độ khôi phục tu vi lại thua kém tốc độ tu luyện của một tên đầu sỏ tam tương cảnh. Loại tình huống này y vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tốc độ khôi phục tu vi của một vu sĩ chắc chắn sẽ hơn tốc độ tu luyện của hắn ta. Đây là kiến thức phổ thông. Bởi vì vu sĩ khi tu luyện phải đối mặt với rất nhiều cửa chạm, liên tục lĩnh ngộ cảnh giới hiện tại, củng cố tu vi. Thậm chí khi nâng cao cảnh giới còn phải đột phá cửa chạm, đột phá bình cảnh. Mà khôi phục tu vi thì không cần phiền hà như vậy. Dù sao,
ở cảnh giới hiện tại thì các yếu điểm sớm đã hiểu rõ, thông hiểu toàn bộ đạo lý, chỉ cần không ngừng luyện hóa linh khí là có thể thuận lợi khôi phục tu vi. Nhưng tình huống của Diệp Phúc lại vượt qua sự tưởng tượng của Đông Môn Thiên Phủ, bởi vì tư chất hạn chế nên Diệp Phúc nghịch đẩy thiên địa pháp tướng, đem các cảnh giới của tam tương cảnh suy diễn trước một lần, tương đương đã tu luyện một lần. Trên cảnh giới thì đã là đầu sỏ tu thành thiên địa pháp tướng. Những gì hắn cần làm chỉ là khôi phục tu vi của thiên địa pháp tướng đỉnh phong, hoàn toàn ngược lại, căn bản không cần đi lĩnh ngộ các cảnh giới, đột phá cửa trạm, lại càng không cần liều mạng tích lũy để đột phá bình cảnh. Không chỉ như vậy, Diệp Phúc lấy thiên quang trong phương trường tiên sơn tu luyện, ngọc thụ luyện hóa thiên quang thành tu vi tinh thuần, khiến cho tốc độ tu luyện còn nhanh hơn dùng kiểu giai thuần dương linh mạch rất nhiều, đương nhiên là vượt xa tốc độ khôi phục của Đông Môn Thiên Phủ. Huống hồ bọn họ còn chiến đấu mấy tháng trời, khi chiến đấu thì tu vi cũng hao tổn đi, Đông Môn Thiên Phủ đương nhiên càng thua kém tốc độ tu luyện của Diệp Húc. Diệp Húc có được phương trường tiên sơn, không biết bao nhiêu tiên quang làm hậu thuẫn, Đông Môn Thiên Phủ lại chỉ dựa vào bắt giai thương minh linh mạch trong ngọc lâu, số lượng tuy nhiều nhưng tốc độ khôi phục tu vi khi dùng thương minh linh mạch kém xa kiểu giai thuần dương linh mạch, lại càng thua kém năng lượng trong tịch diệt tiên quang. Bởi vậy, tuy hai người cùng tiến bộ, nhưng Diệp Húc vẫn tiến bộ lớn hơn, thủy chung áp chế Đông Môn Thiên Phủ ở tam bất trật cảnh đỉnh cao. Liên tục đấu pháp mấy tháng trời, thân thể hai người đều đã dập nát rất nhiều lần. Hiện giờ Diệp Húc tuy chiếm cứ thượng phong, nhưng đối mặt với vị đầu sỏ như Đông Môn Thiên Phủ này thì vẫn không thể chiếm cứ ưu thế áp đảo được. Lấy thực lực và tu vi của hắn thì có thể áp chế được Đông Môn Thiên Phủ, nhưng muốn diệt trừ y thì quả là khó như lên trời. Keng keng keng. Mi tâm của Diệp Húc, những tiếng chuông du dương cao vút vang lên, những ngôi sao, những tòa tinh đấu trong mi tâm không ngừng chấn động. 16 vị tinh quân pháp tướng chân thân lần lượt đi ra ngoài, lập tức biến mất, chấn thủ quần tinh quần đấu. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, mi tâm Diệp Húc chấn động, một vị tinh quân pháp tướng cuối cùng đã được hắn ngưng tụ thành công. Vị tinh quân này, một thân tử khí, long mãng quấn thân, sống mũi cao thẳng, có tướng của đế hoàng. So với các chu tiên tinh quân khác thì càng hùng mạnh hơn, cùng có khí độ hơn, dường như là một vị thần vương, đại đế, cao thượng, một vị tinh quân thống ngự chư thiên. Pháp tướng chân thân của tử vi tinh quân cuối cùng cũng được hắn luyện thành. Chiến đấu đến lúc này, Diệp Húc cuối cùng cũng hoàn toàn luyện thành 365 vị tinh quân pháp tướng của chu thiên tinh đấu. Không chỉ như vậy, các pháp tướng chân thân khác của cửu chuyển kim thân pháp tướng, hồng mông thanh liên pháp tướng chân thân, Diêu La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân đều đang được hình thành, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra. Tu vi của hắn so với mấy tháng trước đã thâm hậu hơn không dưới 10 lần. Trong cơ thể tràn ngập năng lượng, tu vi vô cùng vô tận. Nguyên thần trong mi tâm đã bành trướng ra mấy chục lần. Ngọc thụ bay múa cảnh lá, thụy khí tường quang. Những chiếc rễ múa may đâm vào hư không, thậm chí xuyên đến cả thế giới khác, từ hư không trong thế giới khác hấp thu năng lượng. Trong chớp mắt, Đông Môn Thiên Phủ chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hóa ra tu vi Diệp Húc từ từ tăng lên, lúc này là đột nhiên tăng lên mấy lần, lập tức áp chế y lại. Đây cũng không phải là do tu vi Diệp Húc còn thâm hậu hơn y, mà là tu vi tăng trưởng, thực lực của Diệp Húc cũng tăng lên mấy lần. Diệp Húc vốn có thể tương xứng với y, lúc này thực lực tăng lên, Đông Môn Thiên Phủ chỉ cảm thấy mình như lấy trứng chọi với đá, khó có thể chống đỡ. Kỳ thực, lấy tu vi Diệp Húc mà nói, nhiều nhất là cùng cấp với đại tu, đại vu, tam bất triệt cảnh, thân thể bất diệt hoặc nguyên thần bất diệt. Nhưng bản vương chân thân của hắn lại vượt xa các pháp tướng chân thân khác, thậm chí cả chân thân luyện thành từ cấm pháp của thiên đế so với bản vương chân thân đều thua kém hơn không biết bao nhiêu. Thứ hai, thân thể Diệp Húc cũng không thua kém tu vi của hắn chút nào. Bên trong bản vương chân thân chất chứa nhiều cấm pháp luyện thể, khiến cho thân thể của hắn rất là mạnh mẽ. Còn một điểm nữa chính là thủ đoạn công kích của Diệp Húc. Với thân thể bốn đầu tám tay của hoàng đế, hoàng tộc đế thích, lại thêm 7 tầng công đức kim lân thúc dục loại vô pháp có uy lực cực lớn là chư thiên thần vương công đức ấn. Ngoài ra còn có lực phòng ngự kinh người của Ngọc Lâu với năng lực khôi phục siêu cường, đủ loại ưu thế mà kẻ khác không có, thêm vào cùng một chỗ đã tạo nên loại biến thái như Diệp Húc. Lấy tu vi tam tương cảnh, pháp tương kỳ mà vượt qua cảnh giới khiêu chiến nhân hoàng bá chủ như Đông Môn Thiên Phủ. Không thể đánh nữa, còn quái vật này càng đánh càng mạnh, tu vi của ta lại chưa khôi phục. Nguyên thần và thiên địa pháp tướng bị hai tên khốn kiếp Lý Như Tư và Mông Chính đánh thương, đến giờ vẫn chưa hồi phục như ban đầu. Sức chiến đấu của ta đã không còn như trước nữa rồi. Đông Môn Thiên Phủ trong mắt tinh quang lóe lên, y đột nhiên thoát khỏi Diệp Húc bay lên trời, một bước đi ra ngàn dặm. Y đi ra Thương Nguyệt Thần Châu, phóng tới cái khe dưới đáy biển, thầm nghĩ: linh mạch của ta sắp hết, nếu linh mạch trong Ngọc Lâu hết sạch,
ta lại càng không phải là đối thủ của tên tiểu xúc sinh Diệp Thiếu Bảo này. Chỉ có tạm thời ra khỏi thế giới Tiên Sơn, rồi triệu tập quốc chủ các quốc gia trong Hạ Châu, đại lục của ta, làm cho bọn chúng vây công thằng nhãi này, ta tranh thủ khôi phục tu vi nhân hoàng thì tiêu diệt nó dễ như trở bàn tay. Món cấm bảo bán thành phẩm Thương Nguyệt Thần Châu bị hắn quẳng lại, vứt đi như một đôi giày cũ. Đồng môn tiên phủ chính là thánh chủ của Lăng Gia tiên phủ, với tâm tình ẩn nhẫn quyết đoán, y biết nếu như tiếp tục giằng co không buông Thương Nguyệt Thần Châu thì sẽ không đi được, sẽ bị Diệp Húc tiêu diệt tại đất này. Bởi vậy y cũng chẳng thèm liếc Thương Nguyệt Thần Châu lấy một cái, nhịn đau bỏ lại món cấm bảo bán thành phẩm này, định trốn về Lăng Gia tiên phủ, rồi mượn dùng thực lực của các quốc gia ở Hạ Châu để đối kháng với Diệp Húc. Đồng môn thánh chủ, ngài còn muốn đi hay sao? Sau lưng của Diệp Húc đột nhiên giang ra một đôi cánh, hắn gào thét đuổi theo. Ngọc Lâu Hoành Không đánh thật mạnh vào Đông Môn Thiên Phủ. Tốc độ của Đông Môn Thiên Phủ cực nhanh, hai ba bước đã đi ra được 2-3 nghìn dặm. Đồng thời y cũng giơ tay hung hăng chụp tới Ngọc Lâu. Lại đúng vào lúc này, y đánh lên hàng rào vô hình, thân thể hơi khựng lại. Chính là Diệp Húc ở trước khi hắn động thủ đã bày ra U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, lấy nhiều mặt trăng phong ấn mấy ngàn dặm lại, chính là người y thoát thân. Diệp Thiếu Bảo, nếu ta muốn đi thì nhân hoàng cũng không ngăn được ta đâu, phá cho ta. Đồng môn tiên phủ vung tay trái lên đánh vỡ U Thiên Thần Vương Độ Ách Cấn. Cùng lúc đấy, tay phải y đón nhận Ngọc Lâu, chỉ nghe một tiếng oành vang lên, Ngọc Lâu tạm dừng lại, mà đồng môn tiên phủ cũng bị chấn cho rung rung cánh tay phải. Diệp Húc giận dữ quát lên một tiếng, vỗ cánh bay tới, tám cánh tay mở ra ôm lấy Ngọc Lâu, hung hăng ném tới trán của y. Đồng môn tiên phủ chớp động ánh mắt, nhanh chóng lui ra sau. Y nâng đôi tay lên chống lại Ngọc Lâu, cười to mà nói: Diệp Thiếu Bảo, ta sớm biết Ngọc Lâu chẳng phải bảo vật trời ban mà là một món vu báo, sao lại không phòng bị gì chứ? Cùng lúc đó, từng tòa tiên sơn bảo ấn trên đỉnh đầu của y lần lượt bay ra đánh đến Diệp Húc, định vây ngụy cứu triệu, khiến Diệp Húc vội tay loạn chân để thừa dịp trốn thoát. Diệp Húc làm như không thấy đám tiên sơn và bảo ấn đang đánh đến kia, đám bất diệt chi bảo này liên tục đánh lên người của hắn, đập cho hắn gãy xương đứt gân, thân thể phá nát, miệng mũi tràn ngập máu. Tám cánh tay hắn rung lên, chỉ thấy một dãy núi nhỏ tầm một trượng rơi xuống. Dãy núi này nhỏ như thế, so với thân thể vạn trượng của bọn họ thì quả là nhỏ bé đến không đáng kể. Răng rắc một tiếng, hai tay đông môn thiên phủ vừa mới chạm đến ngọn núi, đột nhiên đồng loạt gãy đi. Núi nhỏ nện lên trán của y, chỉ thấy thiên địa pháp tướng chân thân của đông môn thiên phủ lập tức bị nghiền cho chồng chất lại một chỗ. Nơi núi nhỏ hạ xuống, vạn trượng chân thân của y rầm rầm nổ tung. Thiên địa pháp tướng và nguyên thần cũng ầm ầm vỡ tan. Ngọn núi nhỏ này từ đầu y đè đến bàn chân hoàn toàn ép vỡ vụn y ra, hình thần câu diệt. Đại vua tam bất diệt cảnh rất khó có thể giết chết, nhân hoàng lại gần như bất tử bất diệt. Nguyên thần, thiên địa pháp tướng và thân thể bọn họ bất diệt, chỉ còn chân linh còn ở là có thể ngóc đầu trở lại, chỉ là tổn hao nhiều nguyên khí mà thôi. Nhưng ngọn núi nhỏ bé này lại đem nguyên thần, thân thể, thiên địa pháp tướng, thậm chí cả chân linh của đông môn thiên phủ ép cho vỡ nát, hoàn toàn đè chết y. Nó không có bất cứ uy năng gì, nhưng dựa vào trọng lượng lại trực tiếp tiêu diệt một vị nhân hoàng, còn khủng bố hơn cả cấm bảo. Đong một tiếng, núi nhỏ rơi xuống đất, khiến cho toàn bộ không gian vài triệu dặm của thế giới tiên sơn chấn động dữ dội, giống như thiên địa sắp tan biến. Không gian nơi đây rung chấn gần nửa canh giờ mới từ từ bình ổn lại. Diệp Húc cũng không ngờ được phương trượng tiên sơn lại nặng đến như mức này, gần như có thể đè sụp một tiểu thế giới ổn định. Đáng tiếc, cuối cùng ta vẫn phải dùng phương trượng thiên sơn, chứ không thể dùng sức mạnh của chính mình để giết chết đông môn thánh chủ. Dựa vào thực lực bản thân ta, vẫn không thể làm gì được cao thủ như đông môn thiên phú. Diệp Húc thở dài, tĩnh lại tâm thần, suy tư nói: thực lực chân chính của ta có thể tranh hùng với đại vua tam bất triệt cảnh. Gặp được nhân hoàng, bình thường cũng có thể chống lại trong giây lát. Nhưng lại không thể tranh phong cùng với nhân hoàng chân chính kia. Đây là đông môn thiên phú vẫn chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nếu y khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, trong tình huống không sử dụng Thương Nguyệt Thần Châu thì chỉ kém đại tướng quốc Lã Xuân Thu một bậc mà thôi. Lấy thực lực hiện tại thì ở trước mặt Lã Xuân Thu hẳn là có thể chống được 10 chiêu không chết, sau đó sẽ thua chắc không thể nghi ngờ. Nhưng Lã Xuân Thu cũng không có bản lĩnh có thể giết chết ta. Nếu ta muốn đi, lão ta cũng không thể ngăn được. Diệp Húc cân nhắc chênh lệch giữa mình và nhân hoàng rồi thầm nghĩ: chỉ có tu luyện đến tam tương cánh thiên địa pháp tướng kỳ, luyện ra bản vương thiên địa pháp tướng, ta mới có thể chính diện giao phong với nhân hoàng như là Lã Xuân Thu. Muốn đánh bại chính diện nhân hoàng như Lã Xuân Thu thì còn cần tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Diệp Húc thở dài, trong nhân hoàng cũng có phân chia cao thấp, hơn nữa
chênh lệch lại rất lớn, lớn đến không thể tin nổi. Cảnh giới nhân hoàng chia làm cửu phẩm, đông môn thiên phủ chỉ là nhân hoàng nhất phẩm mà thôi. Cùng là nhân hoàng đỉnh phong, nhân hoàng cửu phẩm và thánh chủ chỉ cách cảnh giới vô hoàng một bước kia, tu vi giữa bọn họ cũng khác biệt một trời một vực. Tỷ như Ứng Tông Đạo và Yêu Hoàng của Nguyên Thủy Yêu Tông, bọn họ đều là nhân hoàng đỉnh cao, nhưng Yêu Hoàng ở trong tay Ứng Tông Đạo ngay cả một chiêu đều không đỡ nổi. Mà nhân hoàng như đông môn thiên phủ ở trước mặt nhân hoàng đỉnh cao như Yêu Hoàng thì e là một chiêu cũng đi không nổi, sẽ bị Yêu Hoàng tiêu diệt. Cảnh giới nhân hoàng là bước ngoặt rất lớn, đồng thời nó cũng là một trường thi đấu rất lớn. Tuy người có thể tiến vào cảnh giới này đều là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng chênh lệch giữa thiên tài cũng lộ ra vô cùng rõ ràng. Thực lực chênh lệch một trời một biển đều không thể cân nhắc. Điều này có liên quan đến thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng của nhân hoàng, liên quan đến tư chất, lực lĩnh ngộ và tâm trí, đồng thời cũng liên quan đến nền tảng căn bản. Đủ loại nhân tố tạo nên chênh lệch giữa thực lực của các nhân hoàng. Thậm chí có nhân tố thoạt nhìn nhỏ bé, không đáng kể, chỉ là một đường vòng mà tam nguyên cảnh khi mới trở thành vu sĩ đi, nhưng lại có thể bộc phát ra ở cảnh giới nhân hoàng này, hạn chế thực lực của bản thân. Có một số người khổ tu mấy trăm năm là có thể đột phá vu hoàng, có một số cả đời đều bị nhốt ở cảnh giới nhân hoàng, không thể nào đột phá. Diệp Phúc chỉnh lại tâm tình, tế ngọc lâu lên, bao lại thiên sơn, thu vào trong lâu. Hắn nhìn khắp nơi, chỉ thấy đám thiên sơn và bảo ấn mà đồng môn thiên phủ luyện chế ra đã mất hết tất cả uy năng, rơi trên mặt đất. Ngoài những thứ đó ra, còn có bảo vật của đám người Thái Úy, Lý Như Tư và đại tướng quân Mông Chính, cùng với vu bảo mà đám cao thủ Lăng Gia thiên phủ đã luyện ra. Nhiều bảo vật như thế, trong đó có hơn 10 món bất diệt chi bảo, tam thương chi bảo và nguyên thần chi bảo thì nhiều không đếm xuể. Quan trọng nhất vẫn là món cấm bảo bán thành phẩm Thương Nguyệt Thần Châu này. Ánh mắt của Diệp Phúc trực tiếp đảo qua đám bảo vật rồi dừng ở trên Thương Nguyệt Thần Châu. So với món cấm bảo bán thành phẩm này thì những bảo vật khác, cho dù là nhân hoàng chi bảo có bày ra ở trước mặt Diệp Húc cũng không thể khiến hắn động tâm. Nhưng so với mảng thế giới tiên sơn này, món cấm bảo bán thành phẩm này cũng không tính là gì cả. Tầm mắt của Diệp Húc lại lướt đến chốn xa xa, chỉ thấy trong thế giới tiên sơn quần sơn trôi nổi giữa không trung, từng đạo tiên quang rong ruổi tung hoành. Ngoài ra còn có những viên trăng treo cao trên vòng trời. Đây là Thương Nguyệt Thần Châu do thần quy biến thành sau khi chết, chiếu sáng thế giới này. Tổ sư khai phái của Lăng Gia Tiên Phủ chỉ gỡ xuống được một viên Thương Nguyệt Thần Châu, vẫn còn 27 viên treo trên không trung. Những viên Thương Nguyệt Thần Châu đó nếu đều luyện thành cấm bảo rồi tạo ra một bộ bảo vật, Diệp Phúc cũng không dám tưởng tượng ra uy năng của bộ cấm bảo này. Còn có xác của thần quy nữa, con thần quy này chết đi không chỉ để lại 28 viên Thương Nguyệt Thần Châu, đồng thời cũng để lại cả xác, xác nó hóa thành Đại Lục Hạ Châu. Nếu có thể luyện cái xác rùa này thành cấm bảo thì có khi còn hơn cả 28 viên Thương Nguyệt Thần Châu kia. Của cả lớn nhất trong thế giới tiên sơn này không phải là Thương Nguyệt Thần Châu, cũng không phải là xác của thần quy, mà là Phương Trượng Tiên Sơn. Trong tiên sơn này có hàng ngàn hàng vạn đạo tiên quang, có pháp khí do của tiên luyện chế, có đạo vận lưu truyền của quần tiên viễn cổ, giá trị hơn xa cấm bảo. Mà quan trọng nhất chính là cây nhân sâm. Ăn vào một quả nhân sâm gần như gia tăng thọ nguyên cho một vị vô hoàng, có được thọ nguyên 9.000 năm. Nếu vô hoàng dùng loại tiên chân này là tương đương với tăng thọ nguyên nên gấp đôi. Loại tiên chân này dù là cấm bảo cũng không đổi được một quả, mà cây nhân sâm sản xuất ra quả nhân sâm e là chẳng thể dùng cấm bảo đến để tính toán. Diệp Phúc quét sạch tất cả bảo vật, không để sót lại món nào, thậm chí cả viên Thương Nguyệt Thần Châu mà Đông Môn Thiên Phủ để lại kia hắn cũng thu vào trấn áp trong ngọc lâu. Tuy hắn muốn quét sạch thế giới tiên sơn này một lần nữa, nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không có khả năng. Lăng Gia Tiên Phủ chiếm cứ nơi đây hơn 10 vạn năm, từng xuất hiện vài vị cao thủ cấp nhân hoàng, nhưng lại chưa từng thu được 27 viên Thương Nguyệt Thần Châu. Có thể thấy Diệp Phúc cũng chẳng còn cách nào với 27 viên thần châu này. Đồng Môn Thiên Phủ đã chết, của cải trong Lăng Gia Tiên Phủ còn không lọt được vào mắt xanh của ta. Nhưng Thương Nguyệt Thần Châu và xác thần quy gần với Phương Trượng Tiên Sơn, cây nhân sâm nếu bỏ đi không lấy thì thật là đáng tiếc mà. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn về phía 27 viên Thương Nguyệt Thần Châu giữa không trung kia, không nhịn được mà thở dài, thầm nhủ: đáng tiếc, với thực lực hiện nay của ta thì ta còn chưa thể thu được 27 viên thần châu này. Diệp Húc tự biết bản thân thực lực thật sâu của hắn hiện nay so với Đông Môn Thiên Phủ khi ở trạng thái toàn thịnh thì kém hơn rất nhiều. Đông Môn Thiên Phủ còn không thể thu được 27 viên Thương Nguyệt Thần Châu này, hắn đương nhiên cũng không được. Hắn không vội rời khỏi thế giới tiên sơn mà khoanh chân ngồi xuống, tế ngọc lâu lên để mặc cho đám Hạo Thiên Khuyển và Hùng Bi hoạt động. Bản thân hắn thì tiếp tục thúc dục ngọc thụ, cổ đãng nguyên thần luyện hóa tiên quang,
bế quan, nâng cao tu vi của mình lên. Hiện giờ, bản vương pháp tướng chân thân của hắn đã tu luyện tới thời kỳ quan trọng nhất. Các pháp tướng chân thân đều sắp thoát thể mà ra. Nếu hoàn toàn luyện thành Hồng Mông Thanh Liên Tam Tương chân thân và Cửu Chuyển Nguyên Công Cổ Phật Kim Thân pháp tướng, tu vi hắn tất lại tăng lên một lần nữa, bước vào Địa Tương Kỳ. Diệp Phúc khoanh chân khu tọa, Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên pháp tướng được hắn luyện trước tiên để trấn thủ sông Hoàng Tuyền của bản vương chân thân. Tiếp đó là Lục Đạo Luân Hồi pháp tướng trấn thủ Lục Đạo Luân Hồi, sau là Vạn Kiếp Vô Lượng Ma Thần pháp tướng và Cửu Chuyển Nguyên Công Cổ Phật Kim Thân dung nhập vào bản vương chân thân. Sau đó tu luyện thành một tôn pháp tướng chân thân đều cực kỳ khó khăn, thời gian hao phí càng lúc lại càng lâu. Hắn mất đi 2 tháng mới tu thành Hàn Nguyệt Tiên Nga nữ thần pháp tướng, chính là một vị nữ thần nam tướng nữ thân trấn thủ Quảng Hàn Cung trong ánh trăng. Diệp Húc lại mất đi 2 tháng mới khiến đám thập điện Diêm La Vương pháp tướng ma thân sinh ra trấn thủ thập điện Diêm La. Hồng Mông Thanh Liên Tam Tương chân thân lại tiêu tốn càng nhiều thời gian. Sau nửa năm, Diệp Húc mới tu thành Hồng Mông Thanh Liên Tam Tương chân thân, hóa thành Thanh Liên đặt dưới lòng bàn chân bản vương chân thân. Cuối cùng chỉ còn Diêm La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân là hắn chưa ngưng tụ ra. Vị Thiên Vương chân thân này ngưng luyện ra vô cùng gian khổ, tiến triển cực chậm. Diêm La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chính là vị thiên đế đầu tiên của thế giới Vu Hoang. Vị thiên đế này cũng là nhân vật hùng mạnh nhất cổ xưa nhất trong thời đại cổ tiên. Vị đại nhân vật này tiếp bước người trước, mở lối cho người sau, từ một thời đại suy tàn mở ra một thời đại mới. Sự hùng mạnh của ông khiến cho mọi người phải nhìn lên. Pháp tướng chân thân của ông cũng chất chứa luồng tri thức khổng lồ, vô cùng phong phú, thậm chí còn có hệ thống tiên pháp thời viễn cổ nên rất khó luyện thành, còn khó hơn cả Hồng Mông Thanh Liên Tam Tương pháp thừa thân của Thanh Đế. Mà đem tôn pháp tướng chân thân này dung nhập vào bản vương khai thiên kinh mà Diệp Phúc khai sáng ra để trở thành một phần của bản vương chân thân lại càng thêm khó khăn, nỗ lực và tâm huyết tiêu phí người bình thường không thể tưởng tượng được. Vì luyện chế tôn pháp tướng chân thân này, Diệp Phúc đã khô tọa hơn nửa năm. Diêm La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân vẫn không có dấu hiệu thành công. Hắn thở dài đứng dậy. Diêm La Thiên Yêu Đế quả thật là quá mạnh, cứ khô tọa như vậy em là còn phải bế quan 1-2 năm nữa thì mới có thể ngưng tụ ra được Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng. Hắn cẩn thận tính toán thời gian bế quan lần này của mình, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lần này vì hoàn toàn luyện thành bản vương pháp tướng chân thân, hắn đã tiêu phí 1 năm 4 tháng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bế quan lâu đến như vậy. Ta cùng với Đông Môn Thiên Phú chiến một trận, 2-3 tháng đã luyện thành 365 tôn pháp tướng chân thân, mà các pháp tướng chân thân khác cũng sắp tu luyện thành công. Mà lần này để luyện pháp tướng chân thân đó lại mất gần 1 năm rưỡi. Xem ra chiến đấu mới là đường tắt để tu luyện nhanh nhất. Khô tọa bế quan tuy tu luyện không chậm, nhưng xem ra vẫn kém hơn chiến đấu rất nhiều. Lần bế quan tu luyện này của Diệp Húc tuyệt đối không tính là chậm, thậm chí có thể gọi là thần tốc. Hắn vốn dự tính mình tu luyện tới cảnh giới bây giờ thì phải mất trên dưới 100 năm, mà lúc này sau khi tiến vào Tam Tương Cảnh lại thể ngộ các cảnh giới lớn của Tam Tương Cảnh, nghịch đẩy thiên địa pháp tướng chỉ mất tổng cộng có 3 năm, nhanh hơn dự tính của hắn không biết bao nhiêu lần. Vẫn còn quá chậm. Diệp Húc khẽ lắc đầu, nói ra một câu khiến người ta phải hộc máu. Hắn lập tức vươn thân bay lên hướng 27 vầng trăng sáng trên vòng trời kia. Nếu đã quyết định rời khỏi nơi đây thì cứ thử một lần đi, xem có thu được đám Tương Nguyệt Thần Châu đó không. Tốc độ của hắn cực nhanh, vài giây thôi đã đi lên trời cao, tiếp cận một mặt trăng trong đám đấy. Chỉ thấy trong mặt trăng là biển rộng vô cùng vô tận. Đột nhiên nước biển trong mặt trăng này đột nhiên sục sôi dâng trào, sóng cuốn cao ngàn dặm. Một con thần quy từ dưới biển nhô đầu ra hung hăng tát tới hắn. Con thần quy này vô cùng khổng lồ, cái mồm rộng của nó che cả trời. Tuy chưa cắn đến người Diệp Húc nhưng đã khiến hắn cảm thấy toàn thân mình như sắp bị xé rách ra. Bàn vương chân thân cũng không ăn được. Loại uy lực này khiến Diệp Húc tin rằng cho dù là nhân hoàng chi bảo cũng sẽ dễ dàng bị cắn vỡ. Một vị nhân hoàng đỉnh phong đến đây cũng sẽ bị ăn luôn. Cùng lúc đó, từ trong 26 mặt trăng khác cũng có những con thần quy thò đầu ra, đồng loạt mà cắn tới Diệp Húc. Vu Hoàng Hàn Trác. Diệp Húc hoảng sợ, vội tế ngọc lâu lên, tế khởi tôn thân ngoại hóa thân Vu Hoàng Hàn Trác. Pháp lực toàn thân hắn ra sức tuôn vào trong cơ thể vị Vu Hoàng này. Chỉ thấy Vu Hoàng Hàn Trác vươn đôi tay thi triển Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn, nghênh đón thần quy. Đồng thời bản thể của Diệp Húc cũng nhanh chóng lui ra sau. Răng rắc một tiếng, hắn nhìn thấy một cảnh tượng thật khủng bố. Thân thể Vu Hoàng Hàn Trác không ngờ bị 27 con thần quy cắn xé rồi ăn hết. Thương Nguyệt Thần Châu của Lăng Gia Tiên Phủ tuy là cấm bảo bán thành phẩm, nhưng uy lực của nó chỉ sợ không có hùng mạnh bằng uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu ban đầu. Tổ sư khai phá Lăng Gia Tiên Phủ đánh nhốt cấm pháp vào thần châu là làm cho uy năng của nó yếu đi. Diệp Húc không khỏi hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói:
Nếu Đồng Môn Thiên Phú tế một viên thần châu như vậy lên, ta dù có tế thân thế vô hoàng hàn trác nên cũng không thể chống lại được. Một chiêu là sẽ bị y giết chết mất thôi. Diệp Phúc không dám dừng lại, vội xoay người bỏ đi, rời xa 27 vầng mặt trăng này. 27 con thần quy xé nát vô hoàng hàn trác, rồi từ từ rụt đầu về trong mặt trăng, biến mất trên biển rộng mịt mờ. Quá khủng bố, một vị nhân hoàng lại bị xé ra như vậy, thật quá khủng bố rồi. Tuy rằng cường độ thân thể vô hoàng hàn trác đã không còn được như trước đây, nhưng dù sao cũng là thi thể của một vị vô hoàng, nhưng lại dễ dàng bị thần quy xé nát. Loại tình cảnh này quả thật có thể sánh với uy năng của cấm bảo bùng nổ. Diệp Phúc chỉ cảm thấy tức của không thôi. Vô hoàng hàn trác đã được hắn luyện thành thân ngoại hóa thân, ngay cả hắn cũng không có đủ pháp lực để thúc giục, chỉ sử dụng trong chớp mắt là tu vi sẽ hao hết. Nhưng vô hoàng hàn trác chính là một trong những vũ khí mạnh nhất trong tay của hắn. Trốn thoát từ trong tay Lã Xuân Thu, chấn áp Thương Nguyệt Thần Châu đều dựa vào tôn thân ngoại hóa thân này. Lần này nó bị hủy đi, Diệp Húc sao lại không đau lòng cho được? Cũ không đi, mới lại chẳng đến. Lần này ta tới Ân Khư, nhất định phải làm ra mấy vị hoàng đế bệ hạ của Đại Thương để luyện làm thân ngoại hóa thân mới được. Diệp Húc không tận nói. Thân thể vô hoàng hàn trác tuy bị hủy, nhưng xóa bỏ một băn khoăn trong lòng Diệp Húc. Uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu khủng bố như vậy, cho dù thánh chủ của các đại thánh địa đến đây cũng mơ tưởng mà thu đi 27 viên thần châu này. Chỉ có nhân vật mạnh mẽ như vô hoàng mới có thể làm được. Nhưng theo hắn biết thì thế gian này chỉ có một vị vô hoàng, đó chính là Ma Hoàng ở hàng của ma vực. Ma Hoàng với dã tâm bừng bừng như thế, hẳn lại sẽ không có hứng thú đi dạo đến nơi xa xôi như Hạ Châu này. Bởi vậy 27 viên thần châu này ở lại nơi đây coi như là an toàn, không lo bị người ta lấy mất. Uy năng của Thương Nguyệt Thần Châu hùng mạnh như thế, vốn chẳng hề liên quan đến cấm pháp của Lang Gia Tiên Phủ, vậy mà tổ sư khai phái Lang Gia Tiên Phủ lại luyện thành cấm bảo bán thành phẩm, đúng là làm điều thừa. Ngược lại lại hạn chế đi uy năng của thần châu. Diệp Phúc quyết sáng một tiếng, gọi đám Hạo Thiên Quyển và Hùng Bi về thầm nghĩ. Chỉ có xóa đi cấm pháp của vị tổ sư khai phái kia thì mới có thể khiến cho viên thần châu này tỏa sáng một lần nữa. Đám Hùng Bi can giải dao phi nhanh về, chỉ thiếu mỗi Hạo Thiên Quyển. Diệp Phúc nghi hoặc nên hỏi, thì ra con phá cẩu này chịu không nổi tịch mịch, một mình chạy đi khỏi thế giới Tiên Sơn để đi bắt thỏ. Diệp Phúc quay đầu nhìn lại thế giới Tiên Sơn này, hơi chần chừ một lát, lập tức khập bàn tay lại quát, tĩnh. Cái khe đi thông từ Lang Gia Tiên Phủ đến thế giới Tiên Sơn bị hắn khép lại, ầm một tiếng rồi biến mất không thấy đâu nữa. Chúng ta đi thôi. Diệp Húc cuốn đám người bay lên vào cái khe ở đáy biển lúc trước đi vào, rời khỏi nơi đó. Hắn cũng đóng kín cái khe này lại, rồi mới cảm thấy mỹ mãn, thầm nhủ. Ngoài ta thì không còn ai có thể tiến vào Tiên Sơn dưới đáy biển này nữa. Cho dù là có vào được thì sao chứ? Ở trong thế giới Tiên Sơn này, bọn họ ngay cả nửa phần pháp lực cũng không thể dùng. Cùng lắm là lấy được vài mảnh vỡ Tiên Sơn thôi. Hắn bay lên giữa không trung, ở trên cao bày ra pháp tướng chân thân của mình, trông như một vị cổ thần giáng lâm trên bầu trời đại lục Hạ Châu, ép cho hư không không ngừng sụp đổ. Sau một lúc lâu, một chú chó đen nhỏ vội vội vàng vàng bay tới, chính là Hạo Thiên Khuyển. Nhìn thấy thiên địa pháp tướng của hắn nên chạy về. Diệp Húc thu thiên địa pháp tướng lại, cười nói, Đại Tôn Vương, ăn được bao nhiêu con thỏ rồi? Không nhiều lắm. Hạo Thiên Khuyển một cái, sắc mặt Diệp Húc tối sầm lại. Xem ra là con phá cẩu này đã ăn no cả bụng. Hắn liền khẳng định có không biết bao nhiêu cái gọi là con thỏ rơi vào bụng con cẩu này. Nó chính là cự thú viễn cổ nên sức ăn cũng rất kinh người. Lần này chắc là để lại tính xấu muôn đời rồi đây. Nhưng chắc là cũng chẳng ai biết đây là chó của ta đâu. Diệp Phúc vội vàng rời đi. Nơi xa xôi như Hạ Châu này có rất ít vu sĩ ở lục địa khác lui tới. Vu sĩ trung thổ thần châu lại càng ít bay tới nơi đây. Hắn một mạch bay đi hơn nửa tháng mới trở lại trung thổ, tiến vào cảnh nội Đại Hán. Trong khoảng thời gian này, Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân của hắn vẫn không hề có chút tiến triển. Diệp Húc chỉ có thể thở dài mà đi tới Ân Khư. Không quá lâu sau, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh hùng sơn trùng trùng điệp điệp. Trông hướng chạy của chúng vô cùng quái dị, vô số ngọn núi lớn quay tròn lại như một vòng tròn, từng vòng rồi lại từng vòng, mà ở bên trong lại là một tòa hùng sơn lẻ loi, nguy nga hùng vĩ, đứng sừng sững ở trong mây. Ở trên tầng mây có treo lơ lửng một cái lô bồng rộng lớn che cả khoảng không, bảo vệ ngọn hùng sơn này. Hà quang thiên đạo, thúy khí điều điều, cực kỳ cổ xưa, cực kỳ đẹp mắt. Nguyên Thủy Thánh Tông, môn phái chính đạo mà Di La Thiên yêu đế để lại. Diệp Phúc ngẩn ra, hắn bị khốn với Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân đã lâu, lúc này nhìn thấy Nguyên Thủy Thánh Tông khiến hắn động ý muốn tiến vào xem Di La Thiên yêu đế. Di La Thiên yêu đế để lại ba đạo chính thống ở lại nhân gian, một là Nguyên Thủy Thánh Tông,
một là Nguyên Thủy Yêu Tông và một nữa là Nguyên Thủy Thánh Tông trong lục phái Ma Đạo. Ba môn phái này đều là thánh địa, đều có cấm bảo chấn áp số mệnh, đều có cấm pháp truyền thừa. Hơn nữa, từng thánh địa lại có cao thủ xuất hiện lớp lớp, thực lực đều cực kỳ hùng mạnh. Nhưng quan hệ giữa ba thánh địa này lại không hề tốt, mà ngược lại thù hằn lẫn nhau. Ai cũng cho mình mới là chính tông, mới là truyền thừa chân chính của Di La Thiên Yêu Đế. Diệp Húc lập tức tế ngọc lâu lên, thu đám Hạo Thiên Kiển và Hùng Bi vào trong, một mình đi tới Nguyên Thủy Thánh Tông. Chỉ một lát sau, hắn đi đến trung tâm những dãy núi vòng vòng, đến chân núi ngọn Hùng Sơn Tráng Lệ kia. Vị sư huynh này, xin hỏi đến Nguyên Thủy Thánh Tông ta là có chuyện gì vậy? Ngươi là lão ma đầu Diệp Thiếu Bảo. Một gã đệ tử Nguyên Thủy Thánh Tông vừa đi từ sân môn ra nghênh đón, vừa mới nói một câu khách sáo thì chợt nhận ra Diệp Húc, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ sầu thảm, bị hù cho hồn bay phách lạc. Lại có mấy người đi ra từ trong sân môn, chỉ nhìn thấy Diệp Húc đều thân thể sụi lơ, trong đó một nữ đệ tử một tiếng trực tiếp hôn mê. Diệp Húc cười nói: Các vị sư huynh sư tỷ đừng kinh hoàng, Diệp Mỗ đến lần này là để tìm kiếm cố nhân, xin hỏi Tần Khả Khanh, Tần sư tỷ có ở đây không? Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, bên trên có khắc một chữ Thánh, nhỏ bé tinh xảo, quăng cho tên đệ tử Nguyên Thủy Thánh Tông dẫn đầu kia. Hắn lại cười nói: Nhắc đến Diệp Mỗ và Quý Tông cũng có sâu xa, Diệp Mỗ vẫn là khách khanh trưởng lão của Quý Tông ấy chứ, chúng ta cũng không phải là người ngoài. Tên đệ tử kia run run đôi tay cầm lệnh bài, lật đi lật lại đánh giá mấy lần, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lệnh bài mà Diệp Húc giao cho gã quả thật là tín vật của Nguyên Thủy Thánh Tông, tên là Nguyên Thủy Thánh Lệnh. Nó có số lượng cực ít, tổng cộng chỉ có 10 tấm. 10 tấm lệnh bài này đại đa số đều đã phân phát ra ngoài, chỉ có 2 tấm còn lại ở trong Thánh Tông. Gã vẫn nửa tin nửa ngờ, người đạt được Nguyên Thủy Thánh Lệnh đều là cao nhân trong chính đạo, là hạng người đức cao vọng trọng. Diệp lão ma với hung danh lan xa, sao có thể có được Nguyên Thủy Thánh Lệnh đây? Tấm Nguyên Thủy Thánh Lệnh này sẽ không phải là ngươi tiêu diệt người khác rồi lục soát lấy được đấy chứ? Tên đệ tử Nguyên Thủy Thánh Tông này nơm nớp lo sợ nói, mồ hôi tuôn ra cuồn cuộn ở trên trán. Sắc mặt Diệp Húc chợt lạnh, hắn thản nhiên nói: Buồn cười, khách khanh trưởng lão của Quý Tông rất là tôn quý hay sao? Ta chính là phong chủ Quan Tinh Phong Hoàng Tuyển Thánh Tông, trấn thủ Quan Tinh Thánh Địa. Diệp Mỗ có cần phải giả mạo khách khanh trưởng lão của Quý Tông hay không? Tên đệ tử Nguyên Thủy Thánh Tông kia thì hắn tức giận, sợ đến mức mất hồn mất vía, vội vàng trả Nguyên Thủy Thánh Lệnh lại cho Diệp Húc. Gã lung la lung lay phi lên núi, không phải là báo cho Tần Khả Khanh mà là đi báo cho cao tầng của Thánh Tông. Tên ma đầu Diệp Tiếu Bảo này đến Thánh Tông ta là có chuyện gì đây? Một gã trưởng lão Nguyên Thủy Thánh Tông với bộ mi trắng bay múa lẩm bẩm nói. Đám trưởng lão Thánh Tông tụ tập lại, lại có một lão giả nhíu mày nói: Tên ma đầu này không chuyện ác nào là không làm, nơi nào đi qua nơi đó không còn ngọn cỏ. Dù là Hàn Nguyệt Cung, một trong tam cung ma đạo, cũng bị hắn náo loạn một lần, tử thương thảm trọng. Ngay cả Ngọc Tiêu công chúa cũng bị trục xuất, bị cướp đi vị trí đại công chúa. Lần này Diệp Thiếu Báo tới tìm Nguyên Thủy Thánh Tông ta, e là cũng không có hảo tâm gì. Tên khốn này mượn danh Ngọc Hoàng Diệp Đại Báo, nói là muốn thành vua hoàng phải phá rồi lại lập, tự phế tu vi bản thân, trước sau đó tu luyện lại thì mới thành vua hoàng được. Suýt nữa thì hại chết một vị nhân hoàng của Vu Đạo Tông. Lần này y tới Nguyên Thủy Thánh Tông ta, theo ta thấy ấy, tốt nhất là cho y ăn canh bế môn, đuổi đi là được. Mọi người nhao nhao bàn bạc, đột nhiên một âm thanh giả nua vang lên. Các vị, nếu y đã cầm Nguyên Thủy Thánh Lệnh đến thì chính là khách khanh trưởng lão của Thánh Tông ta. Khách khanh trưởng lão đến, Thánh Tông ta đương nhiên phải lễ đãi ba phần. Mọi người nghe nói như thế đều im, không nói gì nữa, lại nghe tiếng nói kia tiếp tục. Nếu y không sinh sự thì tùy y, nếu không có hảo ý, muốn quậy phá ở Thánh Tông ta thì chấn chết đi. Về phần đứng tông đạo thì đã có ta cùng hắn để ý. Các người phái người đi thông báo cho Khả Khanh để nàng ta đi tiếp đãi Diệp Tiếu Báo, không được chậm trễ, tránh cho người ngoài cười Nguyên Thủy Thánh Tông ta không có lễ nghĩa. Mọi người nghe thấy thế đều xưng phải. Diệp Húc đứng trước sân môn chờ hồi lâu, đang sắp không kiên nhẫn được nữa thì thấy một cô gái tuyệt sắc lướt tới. Cô gái này mặc áo trắng với một tấm lụa mỏng màu xanh che khuất khuôn mặt, nhưng lại không che được dáng người thướt tha, đúng là Tần Khả Khanh. Ồ, Tần tiên tử, đã lâu không gặp rồi. Diệp Húc cười ha ha, tế Nguyên Thủy Thánh Lệnh lên, bay đến trước mặt Tần Khả Khanh cười nói: Tiên tử, còn nhận ra tấm lệnh bài này không? Đương nhiên là nhận ra rồi. Tần Khả Khanh thu lệnh bài về, rồi lại cười nói: Tống tiền bối, mời đi bên này, để vong nhân dẫn đường cho ngài. Sắc mặt Diệp Húc trở nên quẫn bách. Lúc trước ở Lạc Vương Thành, hắn có gặp Tần Khả Khanh, lúc đó hắn ra làm Tống Cao Đức, tôi tớ của Hiên Viên Quang.
hiện giờ Tần Khả Khanh đã sớm biết thân phận của hắn và lại còn gọi hắn là Tống Tiền Bối, đương nhiên là có ý chế nhạo bới móc hắn. Dọc đường đi, Diệp Phúc quan sát cảnh trí Nguyên Thủy Thánh Tông, chỉ thấy quần sơn mênh mông, cỏ cây xanh tươi, thi thoảng có tiếng suối róc rách, thác nước ù ù, còn có những thú chú nai, lợn rừng, thậm chí cả mãnh hổ dạo chơi trong núi, nhưng sinh tính phục tình chứ không hề có giã tính. Một thân tu vi của Tần Tiên Tử, thế nhưng lại càng tinh tiến thêm. Diệp Phúc quan sát cô gái bên người, chỉ thấy Tần Khả Khanh đã tu thành nguyên thần, sắp thành tựu hợp thể kỳ, cười nói. Tần Khả Khanh khẽ thở dài, cảm thán. Tống Tiền Bối quá khen rồi, nhưng kẻ thù sát hại tiên phú lại có tu vi quá kinh người. Hơn một năm trước kia, kẻ thù kia đại náo một trận ở đế đô Hàm Dương, bày ra thực lực không hề thua Tam Bất Triệt Cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt, lại khiến cho Khả Khanh cả đời này không có hy vọng báo được thù. Diệp Phúc cười ha ha nói, nếu không báo được thù thì cần gì phải rối rắm chuyện báo thù nữa đây. Dù sao cô với Úc Khánh Sơn chỉ là đính hôn, chưa hề động phòng, vẫn là hoàng hoa khuê nữ, tìm một người đàn ông tốt rồi gả là được rồi. Tần Tiên Tử xinh đẹp như vậy, chỉ cần hô một tiếng thôi, dù là ta cũng không thể nhịn đối, cam nguyện cúi đầu trước làn váy của nàng kia. Tần Khả Khanh nghe thế khiến cho tâm tư có chút hoảng loạn, nàng lườm hắn một cái giận dữ nói, ngài tớ làm cái gì, ngài giết phu quân ta, làm hại người ta biến thành quả phụ, còn tính đến đùa giỡn Khả Khanh hay sao? Diệp Phúc giải thích ý định đến nơi đây, hắn cười nói, ta rất kính ngưỡng Di La Thiên, Nguyên Thủy Thiên Vương, rất muốn chiêm ngưỡng vị thiên đế này. Nguyên Thủy Thánh Tông chính là thánh tông chính thống mà Nguyên Thủy Thiên Đế để lại ở trong Nguyên Thủy Tam Tông. Tần Tiên Tử hẳn lại sẽ không cự tuyệt mong muốn này của Diệp Mỗ đấy chứ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 135 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy xin nhắc lại là ngày hôm nay chỉ có 2 tập và Khánh Duy sẽ đọc thêm một tập nữa, nhưng để ngày mai và ngày kia Khánh Duy có đi công việc không thể đọc được thì mong các bạn thông cảm. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.